lại nữa thiện hiện đại bồ tát ấy chẳng phải ở một chỗ phật vâng thờ cúng dường chẳng phải ở một chỗ phật trồng các căn lành lại nữa thiện hiện đại bồ tát ấy chẳng phải ở chỗ một trăm ngàn phật vâng thờ cúng dường chẳng phải ở chỗ một trăm ngàn phật trồng các căn lành được nghe câu kinh điển nói xác như thế nên được một tâm tịnh tín thiện hiện như lai dùng Phật trí biết vị ấy, như lai dùng Phật nhãn thấy vị ấy, thiện hiện như lai rõ biết vị ấy. Tất cả hữu tình sẽ sanh vô lượng vô số phước đức, sẽ nắm giữ vô lượng vô số phước đức. Vì sao? Thiện hiện vì Đại Bồ Tát ấy không có tường chuyển ngã hữu tình mạng giả, sĩ phu bồ đạc giả la, ý sanh thiếu niên tác giả thọ giả. Thiện hiện Đại Bồ Tát ấy không có tường chuyển Pháp, không có tường chuyển phi Pháp không có tường chuyển cũng không phải không có tường chuyển vì sao thiện hiện vì nếu đại bồ tát có tường chuyển pháp thì vị ấy liền có chấp ngã chấp hữu tình chấp mạng giả chấp bồ đặc giả la nếu có tường chuyển phi pháp thì vị ấy cũng có chấp ngã chấp hữu tình chấp mạng giả chấp bồ đặc giả la vì sao thiện hiện vì không thể nắm giữ pháp cũng không thể nắm giữ phi pháp cho nên như lại mật ý nói pháp môn dụ như chiếc bè này những người trí pháp còn nên bỏ huống là phi pháp. Phật lại bảo cụ thọ thiện hiện, này thiện hiện, ý ông nghĩ sao? Có chút pháp nào như lai ứng tránh đẳng giác chứng được vô thượng tránh đẳng bồ đề chăng? Có chút pháp nào như lai ứng tránh đẳng giác đã nói chăng? Thiện hiện thưa, bạch Thế Tôn, như con hiểu nghĩa Phật đã nói ấy, không có chút pháp nào như lai ứng tránh đẳng giác chứng được vô thượng tránh đẳng bồ đề cũng không có chút pháp nào là như lai ứng tránh đẳng giác đã nói ra vì sao bạch thế tôn vì pháp mà như lai ứng tránh đẳng giác đã chứng đã nói đã tư duy đều không thể nắm giữ không thể tuyên thuyết chẳng phải pháp chẳng phải phi pháp vì sao vì các hiền thánh chúng sanh đều là sự hiển hiện của pháp vô vi phật bảo này thiện hiện ý ông nghĩ sao nếu thiện nam hoặc thiện nữ nào đem bảy bóng đầy khắp ba ngàn đại thiên thế giới mà bố thí thì thiện nam tử hoặc thiện nữ này nhờ nhân duyên đây được số phước nhiều chăng thiện hiện thương bạch thế tôn rất nhiều bạch thiện thệ rất nhiều nhờ nhân duyên đây nên thiện nam hoặc thiện nữ này được số phước ấy rất nhiều vì sao bạch thế tôn vì số phước đức mà như lai nói là chẳng phải phước đức cho nên Như Lai nói là số phước đức. Phật lại bảo thiện hiện, thiện hiện nếu có thiện nam hoặc thiện nữ đem bảy bó đầy khắp ba ngàn đại thiên thế giới để bố thí và nếu có thiện nam hoặc thiện nữ đối với pháp môn này cho đến bốn câu cả mà thọ chỉ đọc tụng thông suốt rốt giáo và rộng vì người khác tuyên thuyết chỉ bày như lý tác ý thì do nhân duyên đầy số phước được nhiều hơn trước vô lượng vô số vì sao? Vì vô thượng chánh đẳng bồ đề của tất cả các đức như lai ứng chánh đẳng giác đều từ kinh đây mà ra, chư Phật thế tôn đều sanh từ kinh đây. Vì sao? Này thiện hiện vì Pháp chư Phật mà Như Lai nói là chẳng phải Pháp chư Phật, cho nên Như Lai nói là Pháp chư Phật. Phật bảo thiện hiện, ý ông nghĩ sao? Các vị dự lưu có nghĩ rằng ta chứng được quả dự lưu không? Thiện hiện thưa, bạch thế tôn không? Các vị dự lưu không nghĩ rằng ta chứng được quả dự lưu? Vì sao? Bạch thế tôn, vì các vị dự lưu không dự một chút pháp gì nên gọi là dự lưu, không dự sắc thanh hương vị xúc phát nên gọi dự lưu. Bạch Thế Tôn nếu vị dự lưu nghĩ như vậy, ta chứng được quả dự lưu, tức là vị ấy chấp ngã, hữu tình, mạng giả, sĩ phu, bổ đặc giả la, vân vân Phật bảo. Thiện hiện ý ông nghĩ sao? Các vị nhất lai like có nghĩ rằng ta chứng được quả nhất lai like không? Thiện hiện thường. Bạch Thế Tôn không, các vị Nhất Lai không nghĩ rằng ta chứng được quả Nhất Lai. Vì sao? Bạch Thế Tôn vì không có chút pháp nào để chứng tánh Nhất Lai nên gọi Nhất Lai. Phật bảo, này thiện hiện, ý ông nghĩ sao? Các vị bất hoàn có nghĩ rằng ta chứng được quả bất hoàn không? Thiện hiện thưa, bạch thế tôn không? Các vị bất hoàn chẳng nghĩ rằng ta chứng được quả bất hoàn. Vì sao? Bạch thế tôn vì không có chút pháp nào để chứng tánh bất hoàn nên gọi là bất hoàn. Phật bảo, thiện hiện, ý ông nghĩ sao? Các vị A-la-hán có nghĩ rằng ta chứng được quả A-la-hán không? Thiện hiện thưa, bạch thế tôn không? Các vị A-la-hán chẳng nghĩ rằng ta chứng được tánh A-la-hán. Vì sao bạch thế tôn? Vì không có chút pháp nào gọi là A-la-hán. Do nhân duyên đầy nên gọi là A-la-hán bạch thế tôn nếu a la hán khởi nghĩ như vậy ta chứng được tánh a la hán tức là chấp ngã hữu tình mạng giả sĩ phu bồ đạc giả la vì sao bạch thế tôn vì như lai ứng tránh đẳng giác nói con được trụ vô tránh tối thượng bậc nhất bạch thế tôn dù con là a la hán lìa hẳn tham dục song con chưa từng khởi nghĩ như vậy ta được a la hán lìa hẳn tham dục bạch thế tôn nếu con khởi nghĩ rằng ta được a la hán lìa hẳn tham dục thì như lai chẳng nên nói với con rằng thiện nam tử thiện hiện đắc trụ vô tránh tối thượng bậc nhất vì hoàn toàn vô trụ nên như lai nói là vô tránh trụ phật bảo thiện hiện ý ông nghĩ sao? thuở xưa như lai ở chỗ đức nhân đang như lai ứng tránh đẳng giác có nắm giữ chút pháp nào không? thiện hiện thưa bạch thế tôn không thuở xưa như lai ở chỗ đức nhiên đăng như lai ứng tránh đẳng giác hoàn toàn không có chút pháp nào để nắm giữ phật bảo thiện hiện nếu có bồ tát nói lời như vậy ta sẽ thành tựu công đức trang nghiêm cõi phật bồ tát nói như thế là chẳng phải nói lời chân thật vì sao thiện hiện vì công đức trang nghiêm cõi phật ấy như lai nói chẳng phải trang nghiêm cho nên như lai nói là công đức trang nghiêm cõi phật Vậy nên thiện hiện, Bồ Tát nên sanh tâm hoàn toàn vô trụ như vậy, nên sanh tâm chẳng trụ sắc, nên sanh tâm chẳng trụ phi sắc, nên sanh tâm chẳng trụ thanh hương vị xúc pháp, nên sanh tâm chẳng trụ phi thanh hương vị xúc pháp, hoàn toàn sanh tâm vô trụ như thế. Phật bảo thiện hiện, như có người nam thân thể to lớn, giả sử sắc thân của vị ấy như núi chúa diệu cao, thiện hiện, ý ông nghĩ sao thân thể của vị ấy có to lớn không? Thiện hiện thưa, Bạch Thế Tôn thân thể của vị ấy rất to lớn, Bạch Thiện Thệ rất to lớn. Vì sao Bạch Thế Tôn vì thân thể của vị ấy? Như Lai nói là chẳng phải thân thể của vị ấy nên gọi là thân thể, chẳng vì thân thể ấy mà gọi là thân thể. Phật bảo, thiện hiện ý ông nghĩ sao cho đến có bao nhiêu số cát trong sông hằng giả sử có số sông hằng ngang với số cát như thế thì số cát của các sông hằng này chắc là nhiều lắm phải không thiện hiện thưa bạch thế tôn rất nhiều bạch thiện thệ nhiều lắm các con sông hằng còn nhiều vô số huống nữa là số cát ấy Phật nói, thiện hiện, ta này bảo ông, khai ngộ cho ông, giả sử có thiện nam hoặc thiện nữ đem bảy báu đẹp, dựng đầy, khắp thế giới, nhiều như số cát sông hằng. dâng cúng cho Đức Như Lai ứng tránh đẳng giác. Thiện hiện, ý ông nghĩ sao? Thiện nam hoặc thiện nữ này do nhân duyên đầy được số phước nhiều chăng? Thiện hiện thưa, bạch thấy tôn rất nhiều, bạch thiện thệ nhiều lắm. Thiện nam hoặc thiện nữ này nhờ nhân duyên đây được số phước ấy rất nhiều. Phật bảo, thiện hiện nếu đem bảy bóng đựng đầy khắp thế giới nhiều như số cát sông hằng, dâng cúng cho Đức Như Lai ứng tránh đẳng giác, rồi thiện nam hoặc thiện nữ nào đối với pháp môn đây, cho đến bốn câu kệ mà thọ chỉ đọc tụng thông suốt rốt giáo và vì người khác tuyên thuyết chỉ bày như lý tác ý, thì do nhân duyên đầy được số phước rất nhiều hơn trước vô lượng vô số. Lại nữa thiện hiện nếu địa phương nào đối với pháp môn này cho đến vì người tuyên thuyết chỉ bày bốn câu cạ thì địa phương đó còn được thế gian các trời người a tố lạc cúng dường như cúng dường linh miếu thờ phật Huống nữa là hữu tình nào hay đối với pháp môn này biên chép thọ trì đọc tụng đầy đủ rốt giáo thông suốt rốt giáo và rộng vì người khác tuyên thuyết chỉ bày như lý tác ý thì hữu tình như thế thành tựu công đức tối tháng hiếm có địa phương ấy chỗ đại sư ở mỗi mỗi đều được các đồng phạm hại có trí tôn trọng. Đức Phật nói xong, cụ thọ thiện hiện lại thưa Phật: Bạch Thế Tôn, pháp môn này nên gọi tên gì? Con phải phụng trì như thế nào? Phật bảo thiện hiện rằng: Cụ thọ pháp môn đây gọi là năng đoạn kim cương bát nhã ba la mật đa, danh tự như thế, ông nên phụng trì. Vì sao? Thiện hiện vì bát nhã ba la mật đa như vậy như lai nói là chẳng phải bát nhã ba la mật đa cho nên như lai gọi là bát nhã ba la mật đa phật bảo thiện hiện ý ông nghĩ sao có chút pháp nào như lai có thể nói chăng thiện hiện thưa bạch thế tôn chẳng có không có chút pháp nào như lai có thể nói phật bảo thiện hiện cho đến vi trần đại địa trong ba ngàn đại thiên thế giới nhiều chăng thiện hiện thưa bạch thế tôn vi trần đại địa này rất nhiều Bạch thiện thệ rất nhiều. Phật bảo thiện hiện vi trần đại địa, như Lai nói chẳng phải vi trần, cho nên như Lai gọi là vi trần đại địa. Các thế giới như Lai nói chẳng phải thế giới, cho nên như Lai gọi là thế giới. Phật bảo thiện hiện, ý ông nghĩ sao? Có thể quán như Lai ứng tránh đẳng giác bằng 32 tướng đại sĩ phu không? Thiện hiện thưa, Bạch Thế Tôn không chẳng thể quán như lai ứng tránh đẳng giác bằng 32 tướng đại sĩ phu. Vì sao? Bạch Thế Tôn vì 32 tướng đại sĩ phu, như lai nói là chẳng phải tướng. Cho nên như lai gọi là 32 tướng đại sĩ phu. Phật lại bảo thiện hiện. Này thiện hiện, giả sử có thiện nam hoặc thiện nữ, cứ mỗi ngày là xả thí thân thể mình, nhiều như số cát sông hằng giả thí hít thân mình như vậy trải qua kiếp số nhiều như số cát sông hằng lại có thiện nam hoặc thiện nữ đối với pháp môn đây cho đến bốn câu kệ thọ chỉ đọc tụng thông suốt rốt giáo và rộng vì người khác tuyên thuyết chỉ bày như lý tác ý do nhân duyên đầy nên được phước rất nhiều hơn trước vô lượng vô số bấy giờ cụ thọ thiện hiện nghe oai lực của pháp thương khóc rơi lệ cúi người lau nước mắt rồi thưa phật Bạch Thế Tôn thật là hiếm có, Bạch Thiện Thệ rất là hiếm có. Này như Lai đã nói ra pháp môn này, làm các nghĩa lợi cho những kẻ phát tâm hướng tới tối thượng thừa, làm các nghĩa lợi cho những kẻ phát tâm hướng tới tối thắng thừa. Bạch Thế Tôn từ khi sanh trí tuệ đến nay còn chưa từng được nghe pháp môn như thế, Bạch Thế Tôn nếu hữu tình nào nghe thuyết kinh điển thâm sâu như thế mà sanh tưởng chân thật thì phải biết hữu tình này thành tựu sự tối thắng hiếm có. Vì sao? Bạch Thế Tôn vì các tưởng chân thật, kẻ tưởng chân thật như Lai nói là chẳng phải tưởng cho nên như Lai gọi là tưởng chân thật. Bạch Thế Tôn nay con nghe pháp môn như thế, lãnh ngộ tin hiểu nhưng chưa là hiếm có. Đợi đường lai hậu thế, hậu thời, hậu phần 500 năm khi tránh pháp sắp diệt, lúc thời phần chuyển nếu hữu tình nào đối với pháp môn thâm sâu như thế mà lãnh ngộ tin hiểu thọ chỉ đọc tụng thông suốt rốt giáo và rộng vì người khác tuyên thuyết chỉ bày như lý tác ý thì phải biết hữu tình này thành tựu sự tối thắng hiếm có vì sao bạch thế tôn vì các hữu tình ấy không có tưởng ngã hữu tình mạng giả sĩ phu bộ đặc giả la ý sanh thiếu niên tác giả thọ giả vì sao bạch thế tôn vì các tưởng ngã tức là chẳng phải tưởng ta tưởng hữu tình tưởng mạng giả tưởng sĩ phu tưởng bồ đạc giả la tưởng ý sanh tưởng thiếu niên tưởng người làm tưởng người thọ tức là chẳng phải tưởng vì sao vì chư phật thế tôn lìa tất cả tưởng bấy giờ thế tôn bảo cụ thọ thiện hiện đúng vậy đúng vậy thiện hiện nếu các hữu tình nghe kinh điển thâm sâu như thế mà không kinh không sợ không hoảng hốt thì phải biết hữu tình ấy thành tựu sự tối thắng hiếm có vì sao thiện hiện vì như lai nói ba la mật đa tối thắng là bát nhã ba la mật đa thiện hiện ba la mật đa tối thắng mà như lai đã nói được vô lượng chư phật thế tôn cùng tuyên thuyết nên gọi là ba la mật đa tối thắng như lai nói ba la mật đa tối thắng tức chẳng phải ba la mật đa cho nên như lai gọi là ba la mật đa tối thắng lại nữa thiện hiện như lai nói nhẫn nhục ba la mật đa tức chẳng phải ba la mật đa cho nên như lai gọi là nhẫn nhục ba la mật đa vì sao thiện hiện vì đời quá khứ xưa ta từng bị vua yết lợi cắt tay chân xẻo thịt khi ấy ta hoàn toàn không có tưởng ngã hoặc tưởng hữu tình, hoặc tưởng mạng giả, hoặc tưởng sĩ phu, hoặc tưởng bồ đặc già la, hoặc tưởng ý sanh, hoặc tưởng thiếu niên, hoặc tưởng tác giả, hoặc tưởng thọ giả, ta đều không có tưởng, cũng chẳng phải không có tưởng. Vì sao? Thiện hiện. Vì lúc đó nếu ta có tưởng ngã, tức là có tưởng giận, nếu ta có tưởng hữu tình, tưởng mạng giả, tưởng sĩ phu, tưởng bồ đặc già la, tưởng ý sanh, tưởng thiếu niên, tưởng người làm, tưởng người thọ, tức là có tưởng giận vì sao thiện thiện vì ta nhớ trong quá khứ 500 năm từng làm tiên nhân hiệu là nhẫn nhục bấy giờ ta hoàn toàn không có tưởng mã, không có tưởng hữu tình không có tưởng mạng giả không có tưởng sĩ phu không có tưởng bổ đạc giả la không có tưởng ý xanh không có tưởng thiếu niên không có tưởng tác giả không có tưởng thọ giả ta đều không có tưởng cũng chẳng phải không có tưởng hiện hiện đại bồ tát phát tâm vô thượng chánh đẳng bồ đề nên xa lìa tất cả tưởng chẳng trụ nơi sắc mà sanh tâm chẳng trụ phi sắc mà sanh tâm chẳng trụ thanh hương vị xúc pháp mà sanh tâm chẳng trụ phi thanh hương vị xúc pháp mà sanh tâm hoàn toàn vô trụ mà sanh tâm vì sao hiện hiện vì các chỗ trụ chẳng phải là chỗ trụ do đó như lai nói các bồ tát nên vô trụ mà hành bố thí chẳng nên trụ sắc thanh hương vị xuất phát mà hành bố thí lại nữa thiện hiện đại bồ tát vì các hữu tình mà làm nghĩa lợi nên phải xả bỏ bố thí như thế vì sao thiện hiện vì các tưởng hữu tình tức là chẳng phải tưởng tất cả hữu tình như lai nói chẳng phải hữu tình thiện hiện như lai là người nói lời thật người nói lời phải, người nói lời đúng, người nói lời chẳng khác, lại nữa thiện hiện, các pháp mà Như Lai hiện tiền đã chứng hoặc đã nói, hoặc đã nghĩ thì ở trong ấy chẳng phải chân thật cũng chẳng phải hư dối. Thiện hiện ví như một người vào nơi nhà tối thì không thấy gì hết, phải biết Bồ Tát nếu rơi vào việc, nghĩa là rơi vào việc mà hành bố thí cũng lại như vậy thiện hiện ví như người mắt sáng khi đêm đã tàn mà trời chiếu sáng thì thấy hình sắc mọi vật phải biết bồ tát chẳng rơi vào việc nghĩa là chẳng rơi vào việc mà hành bố thí cũng lại như vậy lại nữa thiện hiện. Nếu thiện nam hoặc thiện nữ đối với pháp môn đây mà thọ chỉ đọc tụng thông suốt rốt giáo và vì người khác tuyên thuyết chỉ bày như lý giác ý, thì như lai dùng Phật trí biết rõ người này, như lai dùng Phật nhãn thấy rõ người này, như lai độ người này, tất cả hữu tình như thế sẽ được vô lượng phước đức. Lại nữa thiện hiện, giả sử thiện nam hoặc thiện nữ nào vào phần đầu của ngày đem thân thể mình nhiều như số cát sông hằng mà bố thí, vào phần giữa của ngày lại đem thân thể mình nhiều như số cát sông hằng mà bố thí, vào phần cuối của ngày cũng đem thân thể mình nhiều như số cát sông hằng mà bố thí. Bố thí như thế trải qua vô số trăm ngàn kiếp, nếu có hữu tình nào nghe pháp môn như thế, mà không phỉ báng thì do nhân duyên đây sẽ được số phước nhiều hơn trước vô lượng vô số huống nữa là hay đối với pháp môn như thế mà biên chép thọ chỉ đọc tụng thông suốt rốt giáo đầy đủ và rộng vì người khác tuyên thuyết chỉ bày như lý tác ý lại nữa thiện hiện pháp môn như thế chẳng thể nghĩ bàn chẳng thể cân đường phải nên mong cầu cảm được quả dị thục không thể nghĩ bàn thiện hiện như lai tuyên nói pháp môn như thế vì muốn lợi ích các hữu tình hướng tới tối thượng thừa vậy thiện hiện nếu có ai đối với pháp môn đây mà thọ chỉ đọc tụng thông suốt rốt ráo và rộng vì người khác tuyên thuyết chỉ bày như lý tăng ý thì người này được như lai dùng phật trí biết rõ được như lai dùng phật nhãn thấy rõ được như lai độ người này tất cả hữu tình như thế thành tựu vô lượng phước đức đều sẽ thành tựu vô biên phước đức chẳng thể nghĩ bàn chẳng thể cân đường hiện hiện tất cả hữu tình như thế, vài họ mang gánh vô thượng chánh đẳng bồ đề của Như Lai, vì sao thiện hiện? Vì pháp môn như thế chẳng phải các hàng hạ liệt có thể tin hiểu. Pháp mà hữu tình nghe hiểu, chẳng phải các ngã kiến, chẳng phải các hữu tình kiến, chẳng phải các mạng giả kiến, chẳng phải các sĩ phu kiến, chẳng phải các bổ đặc giả la kiến, chẳng phải các ý sanh kiến, chẳng phải các thiếu niên kiến, chẳng phải các tác giả kiến, chẳng phải các thọ giả kiến có thể nghe hiểu. Các loại này nếu có thể thọ chỉ đọc tụng thông suốt rốt giáo và rộng vì người khác tuyên thuyết chỉ bày như lý tác ý thì không có lẽ ấy lại nữa thiện hiện nếu địa phương nào nghe được kinh điển đây thì địa phương ấy được thế gian các trời người a à, tốt lạc cúng dường kính lễ đi nhiễu quanh bên phải như linh miếu thờ phật lại nữa thiện hiện như có thiện nam hoặc thiện nữ đối với kinh điển đây, thọ trì đọc tụng thông suốt suốt giáo và rộng vì người khác tuyên thuyết chỉ bày như lý tăng ý mà bị khinh chê hủy phạm mắng nhiếc chê bai thì vì sao thiện hiện vì các hữu tình này đời trước đã gây các nghiệp bất tịnh lẽ ra rơi vào cõi ác nhưng vì trong hiện pháp bị người khinh chê hủy phạm nên nghiệp bất tịnh đời trước đã gây thầy đều tiêu diệt sẽ được vô thượng chánh đằng bồ đề vì sao hiện hiện ta nhớ thuở quá khứ xa xưa hơn vô số kiếp trước thời đức nhân đăng như lai ứng tránh đẳng giác trước thời đó nữa ta từng gặp tám mươi bốn ước trăm ngàn chư phật ta đều vâng thờ đã vâng thờ rồi đều không trái phạm hiện hiện đối với chư phật thế tội như thế ta đều được vâng thờ đã vâng thờ rồi đều không trái phạm sau đại đương lai hậu thời hậu phần năm trăm năm khi tránh pháp sắp diệt lúc thời phần truyền nếu hữu tình nào đối với kinh điển đây thọ chỉ đọc tụng thông suốt rốt giáo và rộng vì người khác tuyên thuyết chỉ bày như lý tăng ý thì này thiện hiện số phước đời trước của ta so với số phước đây thì trăm phần không bằng được như vậy cho đến ngàn phần hoặc trăm ngàn phần, hoặc ước trăm ngàn phần, hoặc hơn ước trăm ngàn phần, hoặc số phần, hoặc kế phần, hoặc toán phần, hoặc dụ phần, hoặc cực số phần cũng chẳng bằng được. Thiện hiện, nếu ta nói đầy đủ chính ngay khi ấy, số phước mà thiện nam hoặc thiện nữ này được, cho đến số phước mà thiện nam hoặc thiện nữ này thọ trì, thì các hữu tính nghe được bèn mê ngất, tâm nghi, điên cuồng. Cho nên thiện hiện như lai tuyên thuyết pháp môn như thế, chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể tính lường, hãy nên mong cầu quả đạt được chẳng thể nghĩ bàn. Bây giờ cụ thọ thiện hiện lại thưa Phật, Bạch Thế Tôn những người phát tâm hướng tới Bồ Tát Thừa, nên an trụ như thế nào, nên tu hành như thế nào, nhất phục tâm như thế nào. Phật bảo, thiện hiện, những ai phát tâm hướng tới Bồ Tát Thừa, phải nên phát tâm như vậy. Nơi cõi vô dư y diệu Niết Bàn, ta đều làm cho tất cả hữu tình vào Niết Bàn. Mặc dù độ tất cả hữu tình đều được diệt độ, Xong không thấy có hữu tình nào được diệt độ Vì sao? Thiện hiện vì nếu các đại Bồ Tát còn tưởng hữu tình Thì không gọi là đại Bồ Tát Vì sao? Vì các đại Bồ Tát chẳng nên nói rằng chuyển tưởng hữu tình Như vậy chuyển tưởng mạng già, tưởng sĩ phu, tưởng bồ đặc già la Tưởng ý sanh, tưởng thiếu niên, tưởng tác giả, tưởng thọ già Phải biết cũng vậy Vì sao? Thiện hiện Vì không có một chút pháp nào gọi là người hướng tới Bồ Tát Thừa Phật bảo thiện hiện. Ý ông nghĩ sao? Khi xưa, ở chỗ Đức Nhiên Đăng Như Lai ứng tránh đẳng giác, có chút pháp nào mà Như Lai chứng được vô thượng tránh đẳng Bồ Đề chăng? Cụ thọ thiện hiện thưa Phật. Bạch Thế Tôn như con hiểu nghĩa Phật nói, thì khi xưa ở chỗ Đức Nhiên Đăng Như Lai ứng tránh đẳng giác, Như Lai không có chút pháp nào gọi là chứng được vô thượng tránh đẳng Bồ Đề. Phật bảo cụ thọ thiện hiện đúng vậy đúng vậy thiện hiện xưa kia ở chỗ đức nhiên đăng như lai ứng tránh đẳng giác như lai không có chút pháp nào chứng được vô thượng chánh đẳng bồ đề vì sao thiện hiện vì khi xưa ở chỗ đức nhiên đăng như lai ứng tránh đẳng giác nếu như lai có chút pháp nào chứng được vô thượng chánh đẳng bồ đề thì đức nhiên đăng như lai ứng tránh đẳng giác chẳng nên thọ ký cho ta rằng thiện nam tử vào đời đương lai người tên là thích ca mâu ni như lai ứng tránh đẳng giác thiện hiện vì như lai không có chốt pháp nào để chứng được vô thượng chánh đẳng bồ đề cho nên đức nhiên đăng như lai ứng chánh đẳng giác mới thọ ký cho ta rằng thiện nam tử vào đời tương lai người tên là thích ca mâu ni như lai ứng chánh đẳng giác vì sao thiện hiện vì lời như lai tức là khái niệm chân như chân thật lời như lai tức là khái niệm pháp tánh vô sanh lời như lai tức là khái niệm dứt hẳn đạo lộ lời như lai tức là bất sanh rốt giáo vì sao thiện hiện nếu thật vô sanh tức là nghĩa tối thắng? Thiện hiện nếu ai nói như vậy, như lai ứng tránh đẳng giác chứng được vô thượng tránh đẳng bồ đà, thì phải biết lời này không chân thật. Vì sao? Thiện hiện vì người ấy hủy báng ta nên khởi chấp chẳng thật. Vì sao? Thiện hiện vì không có chút pháp nào mà như lai ứng tránh đẳng giác chứng được vô thượng tránh đẳng bồ đà thiện hiện những pháp mà hiện tiền như lai đã chứng hoặc đã nói hoặc đã nghĩ ở trong ấy chẳng đúng chẳng dối cho nên như lai nói tất cả pháp đều là phật pháp thiện hiện tất cả pháp tất cả pháp ấy như lai nói chẳng phải tất cả pháp cho nên như lai nói là tất cả pháp phật bảo thiện hiện ví như người nam có thân hình cao lớn cụ thọ thiện hiện liền thưa Phật bạch Thế tôn như lai nói người nam có thân hình to lớn tức là chẳng phải thân cho nên gọi là thân hình to lớn Phật bảo thiện hiện đúng vậy đúng vậy nếu các Bồ Tát nói lời như vậy ta phải diệt độ cho vô lượng hữu tình thì không gọi là Bồ Tát vì sao thiện hiện vì có chút pháp nào gọi là Bồ Tát không hiện hiện thưa bạch đức thế tôn không có không có chút pháp nào gọi là bồ tát phật bảo thiện hiện hữu tình hữu tình ấy như lai nói chẳng phải hữu tình nên gọi là hữu tình cho nên như lai nói tất cả pháp không có hữu tình không có mạng giả không có sĩ phu không có bồ đạc giả la thiện hiện nếu các bồ tát nói lời như vậy ta phải thành tựu công đức trang nghiêm cõi phật thì cũng nói như thế vì sao thiện hiện vì công đức trang nghiêm cõi phật công đức trang nghiêm cõi Phật ấy, Như Lai nói chẳng phải trang nghiêm, cho nên Như Lai gọi là công đức trang nghiêm cõi Phật. Thiện hiện nếu các Bồ Tát đối với Pháp vô ngã mà tin hiểu sâu xa, thì Như Lai ứng tránh đẳng giác gọi là Bồ Tát. Phật bảo, thiện hiện ý ông nghĩ sao? Như Lai có nhục nhãn không? Thiện hiện thưa, Bạch Thế Tôn dạ có, Như Lai có nhục nhãn phật bảo thiện hiện ý ông nghĩ sao như lai có thiên nhãn không thiện hiện thưa bạch thế tôn dạ có như lai có thiên nhãn phật bảo thiện hiện ý ông nghĩ sao như lai có tuệ nhãn không thiện hiện thưa rằng bạch thế tôn dạ có như lai có tuệ nhãn phật bảo thiện hiện ý ông nghĩ sao như, như lai có pháp nhãn không thiện hiện thưa bạch thế tôn dạ có như lai có pháp nhãn phật bảo thiện hiện ý ông nghĩ sao như lai có phật nhãn không thiện hiện thưa bạch thế tôn giả dạ có như lai có phật nhãn phật bảo thiện hiện ý ông nghĩ sao cát trong sông hằng như lai nói là cát trăng thiện hiện thưa bạch thế tôn đúng vậy bạch thiện thể đúng vậy như lai nói là cát phật bảo thiện hiện ý ông nghĩ sao giả sử trong sông hằng có bao nhiêu số cát thì có số sông hằng bằng với số cát như thế cho đến trong vô số sông hằng này có bao nhiêu số cát thì có bấy nhiêu thế giới các thế giới này chắc là nhiều lắm phải không thiện hiện thưa bạch thế tôn đúng vậy bạch đức thiện thệ đúng vậy các thế giới này rất nhiều phật bảo thiện hiện cho đến trong các thế giới ấy có vô số hữu tình tâm loạn động của mỗi mỗi hữu tình ấy ta đều biết hết vì sao thiện hiện vì tâm loạn động tâm loạn động ấy như lai nói chẳng phải loạn động cho nên như lai gọi là tâm loạn động vì sao thiện hiện vì tâm quá khứ bất khả đắc tâm vị lai bất khả đắc tâm hiện tại bất khả đắc phật bảo thiện hiện ý ông nghĩ sao nếu thiện nam hoặc thiện nữ nào dùng bảy bóng đầy khắp ba ngàn đại thiên thế giới đây dân cúng như lai ứng tránh đẳng giác thì thiện nam hoặc thiện nữ này nhờ nhân duyên đây được số phước chắc là nhiều lắm phải không thiện hiện thưa bạch thế tôn rất nhiều bạch thiện thệ nhiều lắm phật nói thiện hiện đúng vậy đúng vậy thiện nam tử hoặc thiện nữ kia nhờ nhân duyên đây mà được lượng phước ấy rất nhiều vì sao thiện hiện vì nếu có phước đức thì như lai chẳng nói là phước đức phật bảo thiện hiện ý ông nghĩ sao có thể quá như lai bằng xác thân viên thật không thiện hiện thưa bạch thế tôn không chẳng thể quá như lai bằng xác thân viên thật vì sao bạch thế tôn vì xác thân viên thật xác thân viên thật ấy như lai nói chẳng phải viên thật cho nên như lai gọi xác thân viên thật phật bảo thiện hiện ý ông nghĩ sao có thể quán như lai bằng các tướng đầy đủ không thiện hiện thưa bạch thế tôn không chẳng thể quán như lai bằng các tướng đầy đủ vì sao bạch thế tôn vì các tướng đầy đủ các tướng đầy đủ ấy như lai nói là chẳng phải tướng đầy đủ cho nên như lai gọi là các tướng đầy đủ Phật bảo thiện hiện, ý ông nghĩ sao? lẽ nào như lai nghĩ như vậy? Ta có nói pháp này thiện hiện, này ông chớ nên khởi quán như thế. Vì sao thiện hiện? Vì nếu nói như lai có nói pháp tức là phỉ báng ta, thì chẳng thể nắm giữ được. Vì sao thiện hiện? Vì việc nói pháp, việc nói pháp ấy không có pháp để đắc, nên gọi là thuyết pháp. Bây giờ cụ thọ thiện hiện thưa Phật. Bạch Thế Tôn vào đời đương lai, hậu thế, hậu thời, hậu phần 500 năm, khi tránh pháp sắp diệt. Lúc thời phần chuyển, có hữu tình nào nghe nói pháp sắc lại như thế mà được thâm tín chăng? Phật bảo, thiện hiện người đó chẳng phải hữu tình, chẳng phải chẳng hữu tình. Vì sao thiện hiện? Vì tất cả hữu tình ấy như Lai nói chẳng phải hữu tình nên gọi là tất cả hữu tình. Phật bảo, thiện hiện ý ông nghĩ sao có chút pháp nào như Lai ứng tránh đẳng giác hiện chứng vô thượng tránh đẳng bồ đề cụ thọ thiện hiện thưa Phật. Bạch Thế Tôn như con hiểu nghĩa Phật nói thì không có chút pháp nào, như lai ứng tránh đẳng giác hiện chứng vô thượng tránh đẳng bồ đề. Phật bảo thiện hiện đúng vậy đúng vậy ở trong một chút pháp không có không đắc nên gọi là vô thượng tránh đẳng bồ đề. Lại nữa thiện hiện pháp này bình đẳng ở trong đó hoàn toàn bình đẳng nên gọi là vô thượng tránh đẳng bồ đề. Vì không có tánh ngã, không có tánh hữu tình, không có tánh mạng giả, không có tánh sĩ phu, không có tánh bổ đặc giả la, bình đẳng như vậy cho nên gọi là vô thượng chánh đẳng bổ Đề Tất cả pháp thiện không có gì mà chẳng hiện chứng, tất cả pháp thiện không có gì mà chẳng khéo biết, thiện hiện, pháp thiện, pháp thiện ấy như Lai nói tất cả là chẳng phải pháp cho nên như Lai gọi là pháp thiện. Lại nữa, thiện hiện, nếu thiện nam hoặc thiện nữ nào nhóm gom được bảy báu ngang bằng với ba ngàn đại thiên thế giới, đem bảy báu trong ấy như núi chúa rượu cao mà bố thí, lại có thiện nam hoặc thiện nữ nào đối với kinh bát nhã ba la mật đa này cho đến bốn câu kệ mà thọ chỉ đọc tụng thông suốt rốt giáo rộng vì người khác tuyên thuyết chỉ bày như lý tác ý thì thiện hiện số phước nói trước so với số phước đây trăm phần không thể bằng như vậy ngàn phần hoặc trăm ngàn phần hoặc trăm ức trăm ngàn phần hoặc muôn ước trăm ngàn phần hoặc số phần hoặc kế phần hoặc toán phần hoặc dụ phần hoặc cực số phần cũng không thể bằng phật bảo thiện hiện ý ông nghĩ sao lẽ nào như lai like khởi nghĩ như vậy ta phải độ thoát các hữu tình thiện hiện nay ông trở nên quá như thế vì sao thiện hiện vì không có chút hữu tình nào được như lai like độ này thiện hiện, nếu có hữu tình nào được như lai độ thì như lai có chấp ngã, có chấp hữu tình, có chấp mạng giả, có chấp sĩ phu, có chấp bổ đặc giả la. Thiện hiện, những sự chấp ngã ấy như lai nói là chẳng phải chấp nên gọi là chấp ngã. Chỉ những kẻ phạm phu ngu si mới cố chấp. Thiện hiện, kẻ phạm phu ngu si ấy như lai nói là chẳng phải sanh nên gọi là phạm phu ngu si. Phật bảo, thiện hiện ý ông nghĩ sao có thể quá như lai bằng các tướng đầy đủ không thiện hiện thưa bảy thế tôn như con hiểu nghĩa phật vừa nói thì không thể quá như lai bằng các tướng đầy đủ phật bảo thiện hiện hay thay hay thay đúng vậy đúng vậy đúng như lời ông nói không thể quá như lai bằng các tướng đầy đủ thiện hiện nếu quá như lai bằng các tướng đầy đủ thì chuyển luân thánh vương tức là như lai cho nên chẳng nên quá như lai bằng các tướng đầy đủ như vậy nên quán như lai like bằng các tướng chẳng phải tướng Bây giờ Thế Tôn nói kệ Ai dùng sắc quán ta, dùng âm thanh tìm ta Kẻ ấy hành tà đạo, chẳng thể thấy ta được Nên quán pháp tánh Phật Tức pháp thân đạo sư, pháp tánh chẳng bị biết Nên kia chẳng hiểu được Phật bảo Thiện Hiện ý ông nghĩ sao? Như Lai ứng chánh đẳng giác dùng các tướng đầy đủ để hiện chứng vô thượng chánh đẳng Bồ đà. Thiện Hiện nay ông chớ nên quán như thế. Vì sao? Thiện Hiện, vì Như Lai ứng chánh đẳng giác chẳng do các tướng đầy đủ mà hiện chứng vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, lại nữa Thiện Hiện, những người phát tâm hướng tới Bồ Tát thừa có kiến lập chút pháp nào? hoặc hoại hoặc đoạn sao? Thiện hiện nay ông trở nên quán như vậy. Những người phát tâm hướng tới Bồ Tát thừa, quyết chẳng kiến lập chút pháp nào, hoặc hoại hoặc đoạn, lại nữa thiện hiện nếu thiện nam hoặc thiện nữ nào đem bảy báu đẩy khắp thế giới như số cát sông hằng vân vân, rằng cũng như lai ứng tránh đẳng giác. Nếu có Bồ Tát nào đối với các pháp vô ngã, vô sanh mà được khám nhẫn thì do nhân duyên đây nên Bồ Tát này được lượng phước nhiều hơn trước kia. Lại nữa thiện hiện Bồ Tát chẳng nên nhiếp thọ số phước đức, cụ thọ thiện hiện đến thưa Phật. Bạch Thế Tôn vì sao Bồ Tát chẳng nên nhiếp thọ số phước đức Phật bảo thiện hiện nhiếp thọ mà chẳng nhiếp thọ cho nên gọi là nhiếp thọ. Lại nữa thiện hiện nếu ai nói rằng như lai hoặc đi hoặc đến hoặc đứng hoặc ngồi hoặc nằm thì người này chẳng hiểu nghĩa ta nói. Vì sao thiện hiện? Vì như lai tức là chân như chân thật, hoàn toàn không từ đâu đến cũng không đi về đâu nên gọi là như lai ứng tránh đẳng giác. Lại nữa thiện hiện nếu thiện nam hoặc thiện nữ nào đem sắc tượng của vô số thế giới bằng lượng cực vi trần vân vân của đại địa khắp ba ngàn đại thiên thế giới làm thành mực như lượng cực vi thiện hiện ý ông nghĩ sao lượng cực vi này chắc là nhiều lắm phải không thiện hiện thưa bạch thế tôn lượng cực vi này rất nhiều bạch thiện thệ rất nhiều vì sao bạch thế tôn vì nếu lượng cực vi là thật có thì phật chẳng nên nói là lượng cực vi vì sao vì như lai nói lượng cực vi tức là chẳng phải lượng nên gọi là lượng cực vi như lai nói thế giới ba ngàn đại thiên tức chẳng phải thế giới nên gọi là thế giới ba ngàn đại thiên vì sao bạch thế tôn vì nếu thế giới là thật có tức là một hợp chấp tướng như lai nói một hợp chấp tức là chẳng phải chấp nên gọi một hợp chấp Phật bảo thiện hiện một hợp chấp đây chẳng thể nói, chẳng thể hí luận, nhưng tất cả phạm phu ngu si kia cố chấp pháp này. Vì sao thiện hiện vì nếu nói như vậy, như lai tuyên thuyết ngã kiến, hữu tình kiến, mạng giả kiến, sĩ phu kiến, bổ đặc giả la kiến, ý sanh kiến, thiếu niên kiến, tác giả kiến, thọ giả kiến, thì ý ông nghĩ sao? Lời nói như thế là đúng chăng? Thiện hiện thưa, bạch thế tôn chẳng đúng, bạch thiện thệ chẳng đúng, nói như thế chẳng phải là lời đúng đắn. Vì sao? Vì như lai nói ngã kiến, hữu tình kiến, mạng giả kiến, sĩ phu kiến, bổ đặc giả la kiến, ý sanh kiến, thiếu niên kiến, tác giả kiến, thọ giả kiến, tức là chẳng phải kiến nên gọi là ngã kiến, cho đến thọ giả kiến. Phật bảo thiện hiện những người phát tâm hướng tới Bồ Tát Thừa, đối với tất cả Pháp nên biết như thế, nên thấy như thế, nên tin hiểu như thế, chẳng trụ tưởng Pháp như thế. Vì sao thiện hiện? Vì tưởng Pháp, tưởng Pháp ấy như Lai nói là chẳng phải tưởng, cho nên như Lai gọi là tưởng Pháp. Lại nữa thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát dùng bảy báu đầy khắp vô lượng vô số thế giới, dân cũng như lai ứng tránh đỏng giác, nếu thiện nam hoặc thiện nữ nào, đối với kinh bát nhã ba la mật đa này, cho đến bốn câu kệ mà thọ chỉ đọc tụng thông suốt suốt giáo, như lý tác ý và rộng vì người khác tuyên thuyết chỉ bày, do nhân duyên đây nên được số phước rất nhiều hơn trước vô lượng vô số thế nào gọi là vì người khác mà tuyên thuyết chỉ bày chẳng vì người tuyên thuyết chỉ bày thì gọi là vì người tuyên thuyết chỉ bày bấy giờ thế tôn nói kệ rằng những hỏa hiệp mà có như sao mù đèn huyễn xương bọt mộng điện mây nên khởi quán như thế khi đức bảo giả phạm thế tôn thuyết kinh này rồi tôn giả thiện hiện và các bí xô, bí xô ni, nam cận sự, nữ cận sự và các thế gian trời người A Tố Lạc, kiện đạt phượng đều rất vui mừng, tín thọ phụng hành. Hết quyển thứ 577